Đấy, thưa cô lắm. Hôm nay điện về khóc hoài. Ai? Rể, Biết đến nước chưa? ngoài ạ. Biết rồi cô, nó không biết nhưng mà cô nói giờ nó đi đâu mất tiêu rồi mẹ không biết. Ôi trời đất ơi, vậy là cô nói hết rồi hả? Thì cô có nói giờ nó đi đâu mất tiêu cô không biết nữa. Xong luôn rồi, nó có thể có dự tính là bắt máy bay về Việt Nam không? Thì cô không biết làm sao nữa đây. Cô á, là cô đi á, xác minh đi với cái xã chỗ nó ở. Dạ. Là người ta nói là thằng này nó không có vợ. Nhưng mà cứ nó đi quen ở trên hẹn hò đó đó. Cái đứa nào có tiền có vàng á, cái đêm về nhà nó ở khoảng chừng tháng nửa tháng là chứ không nhiều. Cái nó ăn hết tiền hết giờ, cái nó quánh, quánh dữ lắm, quánh cái nó đuổi đi. Nó yêu chỉ có chừng 5 ngày thôi. Đẹp trai không? Không. Cao ráo không? Trong hình có. Tí còn xem, đó. Ý theo như cô nhận xét. Nó cái là tướng, này á. Tướng cũng vừa vừa thôi nhưng mà nó ở trong hình thì thấy nó đẹp chứ. Nó ở ngoài thì nó cũng xấu, cũng đen. Cái thanh niên này với con rể cô chấm ai là người được hơn? Đẹp hơn, rể đẹp hơn nhiều. Đẹp hơn đúng không? Rể cô tốt nhưng tuy là già nhưng mà rể cô đẹp hơn rất là nhiều. Dạ con xin phép chào cô. Dạ. Cô có thể giới thiệu cho con cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là cô tên là gì? Cô Nguyễn Thị Cục. Cô Cụt. À. Cô là quê quán ở đâu đây? Cô ở ở Hòa Hiệp, Tân Biên, Tây Ninh. Tây Ninh. À. Hôm nay cô về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương giúp cô gì đây? Giúp cô tìm đứa con. Con của cô họ tên đầy đủ là gì? Tên Trương Thị Thúy Vân. Trương Thị Thúy Vân. Ừ. Em nó năm nay nhiêu tuổi? Sinh năm 89. 89 là 35 tuổi rồi. Đúng rồi. Tại sao mà cô lại đi tìm con? Là vậy là nó có chồng nước ngoài. Dạ. Thì nó về nó đi chơi khoảng 1 tháng. Thì nó lên Facebook á, nó quen Zalo hẹn hò vậy đó. Nó quen với này. Theo với này là khoảng ngày 10 Tây á là nó có lên nhà một lần mà không qua nhà cô. Rồi nó ở bên nhà bên kia. Rồi cái ngày 11 Tây thì nó không lên, ngày 12 Tây nó lên lần nữa. Đó, là nó xin nó không có xin, nó chơi cũng bên nhà bên kia luôn. Rồi cái nó đi uống cà phê, cái nó chở luôn tới nay luôn. Là cô điện không có được con nhỏ này. Còn cái thằng đó đó là cô điện cũng không được luôn. Rồi khoảng mấy ngày sau cô mới điện nó được. Cô mới hỏi nó là mày chở Thúy Vân đi đâu, cho con tao đi đâu mà sao không có về. Nó mới nói với cô á, là con báo với cô với bác á, là mấy ngày nay là Thúy Vân ở nhà con. Nhưng mà hồi 6 giờ sáng này á, là Vân kêu con chở đưa bến xe Tây Ninh đầu 6 giờ rưỡi sáng. Đó là giờ con nói với cô là trong khi nó ở nhà con á, là tiền bạc vàng dòng là con phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà giờ nó ra đi là con không có chịu trách nhiệm. Rồi cô mới nói với nó là mày nói vậy là mày nói sai. Trong khi nếu mày là người thiệt thà đàng hoàng, mày chở con tao đi về mày phải báo với tao. Rồi cô bây giờ con chở với Vân về đây, con chơi mà con kêu nó về nó chưa chịu về. Còn nay mày chở về thì mày không báo, thì giờ mày đưa đi thì mày báo với tao, mày nói vậy là mày không đúng. Mày phải có trách nhiệm, mày đưa về thì mày trả về cho tao, mày chở con tao đi mày trả về con tao về. Nó nói thì nếu mà bác nói vậy thì để chiều đây tới chiều con liên lạc coi, nếu mà có được thì con kêu điện về cho bác. Nó không điện về, nó không điện cho bác luôn là thằng đó đó, chứ nhỏ này là dứt khoát không điện được. Cái nào bác mới điện lại cho nó, bác nói ủa mày hứa là mày kêu nó điện về cho tao mà sao tao điện nó không được. Thì giờ là mày có trách nhiệm, mày trách nhiệm mày phải đưa nó đi rồi mày phải trở về cho tao. Chứ mày nói là mày không biết là mày không đúng. Nó nói là giờ con hứa với bác là trong 3 ngày nữa là con đưa Vân về cho bác. Cô cho con hỏi là con gái của cô là lấy chồng nước ngoài là cụ thể là nước nào cô? Trung Quốc. Lấy chồng lâu chưa? Nói 5 năm mấy rồi. Tháng 10 này nữa là 6 năm. 6 năm? Ừ. Có các con chưa cô? Không có con. À. Nhưng mà vợ chồng ở họ vẫn hạnh phúc. Có đăng ký kết hôn không cô? Có. Vậy là lần này con gái nhà mình là về nước là về để chơi thăm cha mẹ thôi đúng không? Đúng rồi, về thăm cha mẹ. Vẫn còn ở với chồng đúng không? Vẫn còn ở với chồng. Ừ. Rồi cái cô mới nói vậy. Cô mới nói là tao kỳ hẹn cho mày bao nhiêu ngày. Giờ mày hẹn đi mày chở con tôi về cho tao. Nó mới nói là 3 ngày. Thì trong 3 ngày đó xong. Cô cho con hỏi là lần này về là có một mình con gái cô hả? Đúng rồi. Còn con rể không có về hả? Không có về. Về dự tính là chơi gia đình lâu không? Tháng à. Một tháng rồi lại tiếp tục qua Trung Quốc tiếp. Đúng rồi, qua Trung Quốc tiếp. Vậy em. Là về đến Việt Nam được bao nhiêu ngày thì con gái của mình quen cái thanh niên trên mạng? Cỡ tháng mấy ngày à? Tháng mấy ngày? Về nhà Việt Nam mình là chơi một tháng cơ mà đúng không? Ừ. Vậy là một tháng mấy mới quen thanh niên trên mạng? Một tháng mấy ngày là quen thanh niên này trên mạng hò hẹn vậy đó. Ủa mình con gái nhà mình chưa có đi qua Trung Quốc hả? Chưa đi. Lại rời lịch lại hay như thế nào cô? Nó quen nó trên mạng á.
Không, ý con biết rồi. Về Việt Nam chơi 1 tháng. Nhưng mà được bao nhiêu ngày là quen thanh niên kia? Là hơn 1 tháng là quen hả? Hơn 1 tháng. Vậy là cái lịch qua Trung Quốc lại mình để rời lại hả? Không có, nó có giấy kết hôn, nó mắc đi giờ nào đi à? Dạ. Vậy là quen trên kia là quen trên mạng xã hội? Quen mạng xã hội, quen hẹn hò vậy đó. Sau khi con gái nhà mình có chồng rồi mà sao lại lên đấy hẹn hò chi hả cô? Thì bởi vậy, mình mới la nó, cô mới la nó. Có nói cho cô biết không? Cô biết, cô nó không có biết chữ. Nhưng mà nó mượn nhỏ cháu nội nãy á, là nhắn tin giùm. Rồi cô mới la, cô nói á, là mấy cái thằng mà hẹn hò trên đây điện thoại nè. Mấy cái thằng mà hẹn hò này là quen trên Facebook này nè, trên điện thoại là không có tốt. Cô có la nó rồi. Thì nó nói thì quen chơi thôi. Mà quen quá có 4-5 ngày vậy đó. Cô cho con hỏi xíu nữa ha. Trước kia con gái cô lấy chồng Trung Quốc là làm mai, làm mối hay như thế nào cô? Nhà có đứa cháu. Là mai đúng không? Được, có đứa cháu lấy chồng bệnh đi làm quen dẫn đi thôi. Con rể cô nhiều tuổi chưa? Con rể cô 4 mấy tuổi, có hình trong đây. 4 mấy cô? 45, 46 hay 47, 48? Nó tuổi thanh. Tuổi thanh thì con chịu, con không biết là... Tuổi thanh là 4 mấy tuổi. 45, 46, 44, 45 gì đó. Tức là chênh lệch khoảng 10 tuổi đi ha. Con gái nhà mình năm nay 35. 35. Dạ. Thì tên là có 10 tuổi. Vậy là mai. Nhưng thời điểm đó con gái mình có chịu không? Chịu. Chịu mà ở đây 5 năm mấy rồi. Gần 6 năm rồi đó. Vậy là cưới ở Việt Nam xong cái này đi qua Trung Quốc luôn. Cưới ở bển luôn. Cái thời điểm đó cưới là bên xính lễ bên Trung Quốc họ cho nhà mình nhiều không? Bên đó đó hả? Dạ. Có mấy chục à? Ít vậy hả? Ít lắm. Bèo ha. Có mấy chục triệu à? Nhưng mà cái động lực nào mà cô lại gả con gái mình đi xa vậy? Nó nói thôi thấy nhà mình khổ. Thôi. Giờ con đi lấy chồng ở bển, con kiểu yêu lấy chồng ở bển, có chồng ở bển rồi con đi làm. Để kiếm tiền, kiếm tiền về nhà. Tiền chứ thực nhà. Chất là cái cuộc hôn nhân này không có tình yêu. Có. Không có. Thương, nó thương chồng nó lắm. Chồng nó rất là tốt. Nó ở bển là nhiều người ai cũng khen nó đó. Nếu mà thương chồng tại sao về Việt Nam lại đi lên trang mạng hẹn hò đi quen người đàn ông khác? Đó. Thì đúng không cái... cô? Thì cô, đúng không ạ? Cô không biết nghĩ sao nhưng mà mấy năm nay thì nó thương chồng nó lắm. Cái này nè, cái này là thật ra là con gái của cô vì thấy gia đình nhà mình có thể là hoàn cảnh khó khăn. Thứ nhất là muốn lấy chồng Trung Quốc để có một cái gọi là cái sinh lễ hoặc cái hồi môn nào đó. Đó là cái thứ nhất, cái thứ hai là có thể qua đấy để đi làm công việc kiếm tiền để gửi về nhà. Đúng không ạ? Để phụ giúp bà mẹ. Gọi là có thể là thời điểm đó con gái chấp nhận là hy sinh thanh xuân, hy sinh bản thân đó. Để lo cho cha mẹ. Cô có nghĩ vậy không? Có. Nhưng mà con theo con nghĩ là con gái nhà mình lại không có tình cảm đâu. Cái về. Này yêu cho có thôi. Năm nào cũng dẫn chồng về hết à? Dẫn là việc dẫn nhá. Chứ nếu mà con gái cô mà yêu chồng, thương chồng thì tại sao lại còn về lên mạng đi hẹn hò với người đàn ông khác? Đó là cái điều mình thấy là vô lý ấy, đúng không ạ? Vậy là về hẹn hò là cũng cho cả gia đình biết luôn. Không có, hẹn hò là chỉ có mình cô biết thôi, vì cô ngủ chung nó. Cô có thấy nói chuyện yêu đương không? Có. Nói sao cô? Thì thằng đó nó nói với nó là nó còn lấy cho nó còn chồng nước ngoài. Chồng nó định mua vé đi bệnh cho nó. Rồi cái thằng đó khóc. Thằng đó nó khóc, cái nó cứ kêu mẹ coi, nó kêu cô coi nữa, nó nói mẹ. Nên thằng này là bé nè, Tư nè, nó để Tư, tin cho bút lại Tư. Nó nói mẹ thấy Tư không? Nghe con chuẩn bị đi về bệnh cho nó khóc. Nó cái cô mới la. Cô nói trời ơi khóc cái gì mà khóc, rồi thứ quen trên mạng rồi có mấy bữa mà khóc cái gì. Cái xong cái cô mới la cái miếng nhỏ này nói nó làm sao. Cái nó đòi gãy qua hai chai thuốc rầy. Thằng kia hả? Thằng kia. Thì cho nó đi luôn đi. Cái nhỏ này nó mới nói mẹ. Mẹ la, cái nó mới nói anh không có cần giấy kết hôn vậy nữa. Yêu cầu sống với anh là được rồi. Nói vậy. Cái thanh niên đó là một cái thanh niên gọi là phá vỡ gia can hạnh phúc người khác. Đúng rồi. Bởi vì cái người con gái của cô đã có gia đình, có giấy kết hôn trên luật pháp rồi. Mà người đàn ông này, một người đàn ông thanh niên này là chưa có vợ hả cô? Hay có rồi? Là cô á, là cô đi á, xác minh ở dưới cái xã cho nó ở. Dạ. Là người ta nói là thằng này nó không có vợ. Nhưng mà cái nó đi quen ở trên hẹn hò đó đó. Cái đứa nào có tiền có vàng á, cái đem về nhà nó ở khoảng chừng tháng nửa tháng là chứ không nhiều. Cái nó ăn hết tiền hết vàng, cái nó quánh dữ lắm, quánh cái nó đuổi đi. Đó. Cái đứa con khác về. Nó vậy thôi. Gọi là cái thành phần này là cái thành phần cứ quen được ra bữa nửa tháng. Đúng nó rồi. Vào nó rút hết tiền. Chứ nó hết rồi, nó ăn cả thể xác lẫn tiền bạc. Sau đó là nó lại đẩy ra, nó đúng lại kiếm con khác. Đúng rồi. Vậy con gái nhà mình u mê chi hả? Thì đó, ngu đó. Bây giờ cô đó, muốn đi tìm kiếm là cô nói như vậy nè. Bây giờ nó chấp nhận, nó thương con này. Thì nó ra, nó làm, nó hay hò hẹn, nó hẹn với cô hay sao.
Ví dụ cái khoản mà kết hôn đó là cô không dám nha. Bị gì nhỏ này nó còn chồng kết hôn, sau này chồng nó về quậy là cô không có biết cái khoản đó. Còn mình không có ủng hộ cái này được. Cô không có ủng hộ cái khoản đó. Còn cái khoản thứ hai, bây giờ nó dẫn con cô đi mà nó tránh né, nó nói không có. Thì bây giờ cô muốn lên đây là đem nó về, nó phải viết với cô, giờ nó yêu thương con này, nó phải viết một tấm giấy tay, nó phải bảo lãnh con này. Con này có chuyện xảy ra nó phải chịu trách nhiệm, để nó ở 1 tháng 2 tháng cái xong cái nó quýnh hết tiền hết vàng cái nó quýnh ở đây hả? Ừ. Viết chi ở cô? Hả? Viết để làm gì? Nó quýnh nó đuổi cái này đi. Không, cái này mình tuyệt đối nghiêm cấm luôn. Dạ. Bởi vì con gái nhà mình có chồng rồi mà, có giấy kết hôn mà. Thì đúng rồi. Tại sao mình làm vậy được? Ý là cô á, là cô muốn là kêu nó ra là nói như vậy. Cái phải cấm nó. Thanh niên kia là tên là gì cô? Đào Đào Văn Phân. Quê quán ở đâu? ở thành phố Tân Ninh, ở cùng tỉnh ha, cùng tỉnh, ở ở xã Bình Minh. Cô đã gặp ở ngoài chưa? Gặp rồi, tới nhà rồi. Tới mấy lần rồi cô? Cô tới chỉ có một lần thôi, nhưng mà mấy người tao biết á, người ta quen biết, tao nói cô đừng nên tới nhiều, thằng này nó mất dạy, nó bính cô á. Cô tới là hôm đấy có ăn cơm ăn nước nhà mình không? Không, cô không cho, không có cho. Xưng hô với cô như thế nào? Kêu cô bằng mẹ, cô nói mày đừng kêu tao bằng mẹ. Mẹ luôn hả? Cô, nó kêu bằng mẹ, nhưng mà cô nói thẳng vào mặt nó, cô nói mày đừng kêu tao bằng mẹ. Thì tao có con, tao có rể rồi. Mày á, mày kêu tao bằng mẹ, mày rể tao vậy, chửi tao không được. Cái đó là mình đến là mình đuổi thẳng ra nhà. Cô thẳng nói khỏi vậy. Ra nhà đúng luôn. Rồi, cô nói vậy đó. Con gái của cô có nói với cô rằng là muốn quen anh này lấy làm chồng không? Không, nó nói là chỉ nó quen chơi thôi. Quen chơi hả? Nó nói con mà, con có ở với này. Mà không biết lý do sao cô. Không hiểu là thanh niên này ở cái điểm gì mà yêu mù quáng vậy? Đó, yêu chỉ có chừng 5 ngày thôi. Đẹp trai không? Không. Cao ráo không? Trong hình có. Tí con xem. Đó. Ý theo như cô nhận xét. Nó thanh niên này á, tướng cũng vừa vừa thôi, nhưng mà nó ở trong hình thì thấy nó đẹp chứ, nó ở ngoài thì nó cũng xấu, cũng đen. Cái thanh niên này với con rể cô chấm ai là người được hơn? Đẹp hơn, rể đẹp hơn nhiều. Đẹp hơn đúng không? Rể cô nhưng tuy là già nhưng mà rể cô đẹp hơn rất là nhiều. Từ đạo đức tới con người đều tốt. Đúng rồi, tốt. Rể cô cốt lắm. Hôm nay điện về khóc hoài. Ai? Rể. Biết chưa? Biết rồi, cô nó không biết, nhưng mà cô nói giờ nó đi đâu mất tiêu rồi, mẹ không biết. Ôi trời đất ơi, vậy là cô nói hết rồi hả? Thì cô có nói giờ nó đi đâu mất tiêu, cô không biết nữa. Xong luôn rồi, chứ có thể có dự tính là bắt máy bay về Việt Nam không? Thì cô không biết làm sao nữa đây. Cái này tội nghiệp người ta lắm. Đúng rồi. Người ta, người ở đâu thì người cũng có người tốt, người xấu. Mình làm như vậy mà cái người mà yêu thương con gái mình thật lòng mà tốt như vậy á, làm vậy tội nghiệp. Nó có cho tiền nhiều lắm, là nó mua vàng cho nhỏ này đeo á, trong mình là cỡ cây hai vàng 24 của nó mãi. Là nó gửi tiền về á, là trong khi con nhỏ này về á, là nó đưa một 62 triệu. Là chính tay thằng em nó đi rút cho nó. Thì sao nữa, nó kêu người ta gửi nữa là cái thằng chồng nó gửi về cho nó 500 nữa, 5.000. 5.000 nữa là 17 triệu 500 nữa. Con rể của cô có tốt với gia đình nhà mình? Tốt. Lo tốt. Nhiều không ạ? Lo. Có cho nhiều tiền bạc không? Cho, tháng nào cũng gửi tiền thì cho. Gửi nhiều không cô? Tháng gửi 5-6-7 triệu rồi đó. Vậy là ngon rồi, đúng chưa? Đó. Rất tốt mà tại sao mà con gái nhà mình về mới thăm vậy nhà mà để đi làm một cái chuyện mà thật không thể hiểu nổi ha? Bữa đó thì nó cũng có nói với cô. Nó nói là con đi chơi vài bữa con về. Nó dốc á. Con gái hả? Ừ. Con gái nhà mình tính tình ngoan không? Thì cũng ngoan ha, cũng được ngoan ngoan mà sao không biết được. Đúng rồi, sao không biết. Chứ con thấy là cha mẹ nào về đây tìm con cũng nói con thì tôi ngoan lắm. Ngoan thật thì ngoan đó, ngoan mới bỏ nhà đi vậy. Ngoan mà ngoan thấy sợ luôn, ngoan thấy sợ mới ngu mới bỏ đi vậy đó. Cô là mẹ là cô không bao giờ mong muốn cái chuyện đó xảy ra. Không nhưng muốn. Mà tới giờ phút này là cô bất lực chưa? Bất lực rồi đó. Bất lực, bất lực mới xuống đây nhờ anh em hiệp sĩ ở đây. Mình là mình có chồng rồi, nếu mà mình muốn đến người đàn ông khác thì mình phải chấm dứt bên kia đi. Đúng không ạ? Đúng rồi. Mình ra tòa ly dị đi, chấm dứt bên kia đi, rồi mình muốn yêu ai thương ai. Còn mình mà đang còn chồng mà mình đi dối lừa như vậy tội nghiệp người ta lắm. Hồi tối này là cô có liên lạc với cái người ở gần nhà nó đó. Là hồi tối này là hai đứa nó về, nó quýnh người ta đang thưa ngoài xã. Ai quýnh? Cái thằng đó đó. Thằng mà dẫn con gái mình đi hả? Ừ, quýnh cái bà ở gần nhà nó đó, nói là cô đó. Nói cái bà đó đấy thì học với cô, nói nó quen đứa chừng tháng 2 tháng nó ăn hết tiền hết vàng lắm ta hả? Đúng rồi, nó côn đồ đó. Sao con gái mình quen chứ? Thì đó mới không biết hay sao không hiểu. Con gái nhà mình đi là mang theo những thứ gì đi cô? Mang vàng 24 là vàng
24 là chồng nó sống ở bển đó, là cỡ cây 2 vàng 24. Trời đất ơi, còn nhiều vậy. còn mà tiền á là chồng nó cho nó gửi về đây á, là nó sống là gần cây vàng 18 với 12 triệu. Đó. Một cây vàng, một cây 2 vàng 49. Đúng rồi. Với lại một cây vàng 18. Cỡ cây á. 8, với lại là 12 triệu. 12 triệu là bữa cô có hỏi thằng đó. Trời đất ơi. Cô có hỏi thằng đó là cô ghi âm lại trong điện thoại á. Dạ. Kêu thằng con nãy ghi âm cô hỏi chứ là trong khi thí dân đi xuống dưới á là bao nhiêu tiền, bao nhiêu vàng mày biết không? Nó nói biết. Nó nói là thí dân đưa cho con giữ 12 triệu. Vậy là ngày đi là cái thanh niên này chở con gái mình đi. Chở đi. Đi bằng xe gì không? Đi trong giấy là cô không có. Xe máy đúng không ạ? Xe Honda. Xe Honda. Xe Honda có hiệu, có chỗ bản số luôn. Dạ, rồi tí cô cung cấp cho các con nha. Vậy là chở đi. Cụ thể là ngày nào? Ngày 12 tây. Ngày 12 tây của tháng 7. Tháng 7. Mà hiện tại hôm nay là ngày 3 rồi, tháng 8 rồi. Trời đất ơi. Vậy là lâu vậy rồi hả? Lâu rồi mà cô á là coi trên cái hiệp sĩ đây nè, anh Hải á, là cô có tính kêu thằng con chở đi. Mà thằng con nó nói là xa quá không biết được không mẹ. Là hôm nay cô cũng đi kiếm đi tới vậy xã. Vậy là 21 ngày trời rồi hả? Đúng rồi, cô có đi xuống tới xã của nó luôn, thì vô tới của nhà nó ở luôn. Bây giờ 21 ngày trời cô có liên lạc được cho con cô? Không, không liên lạc được luôn. Không liên hệ được luôn? Không luôn. Cô báo công an chưa? Báo công an nó nói nhỏ này nó lớn rồi, nó đủ tuổi rồi. Vậy bây giờ là không biết tin tức của con cô đâu? Không biết tin tức, mà thằng này á, thì nay nó cắt luôn rồi. Nay cô đã xuống nhà thằng kia chưa? Cứng rồi. Nó nói sao? Không gặp nó. Nhưng mà nó cái trốn hả? Nó trốn, nhưng mà cái gì trong điện thoại của nhỏ này nó xóa hết luôn rồi. Rồi xong. Còn của nó cũng xóa luôn rồi. Rồi xong, hiểu luôn rồi. Nó xóa luôn. Nói chuyện này luôn rồi. Là cái hình là cô chụp được á, là bữa đó là nó kết bạn Zalo với thằng con. Này trách ai bây giờ đây? Cái cô mới kêu nhỏ cháu nội á, con chụp hình cho bà nội, đặng lấy qua, đặng đi làm cái hình cho nó. Thì vừa chụp hình giác sáng giác chiều nó xóa luôn. Nó xóa hết rồi, nó không có để gì. Một phần cũng trách con mình cô ạ. Đúng rồi. Đúng con mình ngu á. Nhưng mà đi đâu đi cũng phải điện về cho cha mẹ. Từ này con là mình đi đem rất nhiều tài sản, mà đặc biệt rằng cái thanh niên này, cô chia sẻ rằng thanh niên này ba trộm ba chạm. Không, ăn chơi đá gà cả tám. Thì ba trộm ba chạm ấy. Ừ, đúng rồi. Nó thường không biết ý đồ gì với con nhà mình, đặc biệt con nhà mình trên người rất nhiều tài sản. Đúng rồi. Sẽ gặp, có thể là gặp những cái điều mà không hay xảy ra. Đúng rồi. Hầu cái thằng con hồi nãy á, nó có điện, nó có nói vậy là mấy bữa nó có điện được, nó nói anh ơi, thôi giờ á, anh vợ, anh nói anh là đàn ông, tôi cũng là đàn ông, tôi cũng hai đời vợ rồi, nhưng mà chị tôi là gái có chồng, có kết hôn, anh quen chị tôi cũng được gì đâu, chị tôi gái có chồng còn kết hôn, thì coi anh buông tha chị tôi đi, anh kiếm người khác đi. Nó nói cả gia đình của nhà mày, mày biết chị mày ra ngoài sống kêu sao. Nói vậy. Cái thằng này nó nói sống anh sao nói, là sao? Ai biết nó đâu, nó nói vậy mình không biết đâu. Cái thằng này nó mới trả lời, nó nói anh nói con nói đó là anh nói bậy đó, anh hổm với ba mẹ tôi đó. Con nói nó anh nói tôi được chứ anh quơ cả gia đình tôi là nó bậy. Bây đó. Giờ cô đang sợ nhất điều gì đây? Sao chứ? Cô đang sợ nhất con cô gặp điều gì? Cô đang sợ nhất là nó khi nó ăn hết tiền hết bạc á là nó quánh con cô, nó đuổi đi thì cái đó cô không nói, và con mình nó còn đường về. Còn cái điều thứ hai á là nó bài mưu lập kế gì không biết, nó cứ kêu cô con cô lấy giấy tờ đi hết rồi. Lấy hết rồi hả? Lấy hết giấy tờ đi rồi. Rồi cô sợ sau này cái điều sợ xấu rồi ra là nó ăn xài tiền hết rồi, là nó lừa gạt, nó bán con cô qua Campuchia. Sợ ha? Sợ cái điều đó. Cô hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con gái của cô, hy vọng con gái của cô xem được video này sớm thức tỉnh để quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Cô tâm sự với con cô đi. Ra ngà mẹ nói. Ra ngà mẹ nói với con á, mà con đi theo nó con sống không có tốt kết quả gì đâu. Này nó cái thành phần nó siêng ăn mà nó nhát làm. Con đi theo nó hổng rày con cũng biết nó làm cái điều gì vậy đó. Đó, giờ con á tẩy não chút con khôn con quay đầu về với mẹ, tha thứ cho con. Này thua rồi cô ha. Chứ con đi theo nó là con chắc có ngày con sẽ chết. Mẹ tìm hiểu kỹ rồi. Nó sống một đứa nó sống chỉ có một tháng nửa tháng thôi. Nó ăn hết tiền hết bạc đó là nó quánh nó đuổi đi. Đó thì mẹ nói với con vậy đó. Thì con tin á thì con quay về, còn không tin á thì con ở với nó này sau này con sẽ hối hận. Nhưng điều thứ hai nữa là nó gạt nó bán con qua Campuchia là mẹ già rồi, mẹ mằng không có tiền để mẹ chuộc con về đâu. Cứu sao nổi được, sao mà cứu không nổi. Già rồi mằng không có tiền.
sao cứu nổi. Con gái của cô năm nay, con nói thật luôn là năm nay 35 tuổi, không phải là một đứa nhỏ 17, 18 tuổi mới chập Đúng chững rồi. đi lấy chồng. Đúng rồi. Mà như vậy con của cô đặc biệt rằng đã lập gia đình 5, 6 năm trời rồi nhá. Mà tới giờ phút này mà khi về Việt Nam thăm gia đình mà đi lên mạng, đã có chồng mà lên mạng đi quen biết hẹn hò với người đàn ông khác thì cái điều đó không ai chấp nhận. Đặc biệt cô là mẹ, cô Đúng cũng là rồi. một người phụ nữ, Cô cũng đau cô đó. không bao giờ chấp nhận được một cái chuyện Không, đó. cô Đúng. rầy đó hàng đêm luôn. Nhưng Cô mà không tới giờ phút cho. này thì chưa hiểu cái tình cảm mà con của cô dành cho cái thanh niên này là như thế nào. Đúng rồi. Đôi khi thì có thể là qua bên đó thì sống với cái người đàn ông có thể là thiếu thốn cái tình cảm hoặc như thế nào đó, vợ chồng có thể có chuyện gì đó, chỉ có người trong cuộc thì mới hiểu được thôi. Khi về tới đây hoặc có thể là gặp cái thanh niên này nói những cái lời ngon tiếng ngọt, rồi là động lòng, rồi nhiều vấn đề xảy ra, thế mới có cái tình chuyện, cái tình trạng mà con này mình chấp nhận là ôm hết tài sản cũng như giấy tờ để đi theo thanh niên này. Đi hết luôn giấy tờ Đó là này cái điều thật sự hết. đáng tiếc. Hy vọng rằng là em gái xem được video này, thấy mẹ của em về đây nhờ các anh các chú đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương đi tìm em, thì em đang ở đâu đó xem được video này sớm thức tỉnh quay trở về để đoàn tụ với mẹ. Nếu tới giờ phút này mà em chấp nhận và em cam chịu và em vẫn yêu thương thanh niên kia thì em cũng phải về, đặc biệt về để làm rõ ràng hết tất cả mọi chuyện. Thứ nhất, bản thân em đã còn chồng, mà chồng là chồng bên Trung Quốc có hôn thú đàng hoàng thì em không còn thương chồng nữa, thì em cũng phải làm rõ vấn đề và giải quyết dứt khoát, rồi sau đó em yêu ai thương ai là quyền của em. Bởi vì em 35 tuổi, em lớn, em trưởng thành rồi, em biết suy nghĩ rồi, em không phải là một đứa trẻ nữa. Mẹ em thương em, lo cho em thì mẹ hôm nay mới cất công đi từ Tây Ninh để về đây, một chặng đường rất xa. Có thể những cái điều này là điều cuối cùng mẹ làm cho em, nên mong rằng em phải suy nghĩ lại, thương mẹ, thương anh em, thương gia đình thì sớm quay trở về. Còn tới giờ phút này mà em có thể là đi theo thanh niên kia mà bị thanh niên kia khống chế hoặc làm như thế nào đó mà không cho em về, thì em tìm đủ mọi cách em gọi về cho các anh các chú đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858. Các anh các chú sẽ có cách, có hướng để giúp em quay trở về đoàn tụ với gia đình một cách là an toàn nhất. Cái sự việc của cô thì anh em đã ghi nhận cô nhá. Thì hôm nay cô về đây, cô nhờ anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con. Cô có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình không? Đồng ý. Toàn bộ thông tin cô vừa chia sẻ có đúng với sự thật Đúng không? sự thật, Nếu cô sai, hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đúng. trước pháp luật cô Trước nhé. pháp luật, Dạ cô thưa không cô có chú anh sai. chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy em gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để nghe đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải khuyên em gái này sớm thức tỉnh, còn thương chồng cũng như là thương gia đình sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình một ngày gần nhất. Dạ rồi, con xin phép chào cô, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.